Tháo dỡ mặt bằng để chuẩn bị thi công giao cắt với đường 70 cũ và mới. Thi công tiếp đoạn giáp ranh với Anglen Lakeview. Các nút hoàn thiện hạ tầng đoạn qua vườn đào làng Ngọc Trục. Đổ bê tông mặt cầu bắc ngang qua sông Nhuệ. Xin chào toàn thể quý vị và các bạn. Thời gian vừa qua do bận đi công tác xa nên mình không thể ra video mới để gửi đến quý vị và các bạn được. Hôm nay thì mình mới có thời gian để gửi đến quý vị và các bạn. Video này thì đã được ghi hình từ cách đây khoảng 4 hôm trước. Cho đến ngày hôm nay thì có lẽ tiến độ thi công ở đây cũng đã có những thay đổi nhất định và mình sẽ cố gắng cập nhật nó trong thời gian sớm nhất. Trở lại với dự án đường Lê Quang Đạo kéo dài. Đoạn tuyến mà chúng ta đang theo dõi đây là đoạn đầu giao cắt với đại lộ Thăng Long. Ở đây thì thời gian qua, đơn vị thi công đã tiến hành quây tôn và rào chắn ra đến 1/2 đường gom, dẫn đến những hình ảnh ùn tắc giao thông nghiêm trọng trong những ngày đầu của tuần trước. Sau khi được điều chỉnh và rút gọn thì mới trở lại được như chúng ta đang quan sát đây. Đây cũng là đoạn duy nhất trong tổng số 2,6 km của đường Lê Quang Đạo kéo dài có bề mặt cắt ngang là 110m, tương ứng với đường Lê Quang Đạo hiện hữu và dài khoảng 100m, sau đó thì thu lại với mặt cắt ngang là 40m và 6 làn xe hỗn hợp. Có giải phân cách cứng trồng hoa ở giữa và vỉa hè rộng rãi ở hai bên. Đoạn thi công đầu tiên này thì dài khoảng 800m và đã được hoàn thiện cốt mặt đường lớp 1 với hệ thống đèn chiếu sáng cũng như vỉa hè hai bên đã hoàn thiện cơ bản. Cây xanh thì đã được tập kết và dơ mủ. Ở đoạn đầu thì đã được tiến hành trồng cây xanh. Hệ thống trụ nước và các cái trụ chữa cháy cũng đang được tiến hành lắp đặt. Ở phía trước chúng ta đây là giao cắt với đường Đại Linh. Ở đầu này thì đang tiến hành một số công tác cuối cùng để đồng bộ cùng với đoạn trước đó. Với đoạn thi công từ đường Đại Linh đến cầu sông Nhuệ thì hiện tại ở đây đã san cốt nền lên được gần bằng với mặt cốt của hệ thống hạ tầng ngầm. Việc thi công đường dẫn lên cầu vẫn chưa thể tiến hành do vướng mắc hai bên thành chắn đất của đường dẫn lên nên chưa được hoàn thiện. Cầu sông Nhuệ vào thời điểm ghi hình thì đã được đổ bê tông xong một làn hướng về Đại Mỗ. Còn hướng còn lại đã thi công chia ra thành 3 đoạn đã đổ được bê tông. Các phần khớp nối còn lại đang lắp đặt cốt thép và đến hôm nay có lẽ thì đã được thi công xong xuôi cả rồi. Còn ở bên này, địa phận của phường Đại Mỗ, sau khi nhận được mặt bằng thi công và chia la làm nhiều đoạn nhỏ thì việc thi công ở đây cũng đã khá là cơ bản với hệ thống hạ tầng ngầm. Máy xúc và một lượng lớn các cái xe tải đang tiến hành bóc lớp đất mặt ở đây. Ở đoạn đường cong cong lấn sâu vào đất của khu vực nghĩa trang này, thời gian vừa qua có rất nhiều các bạn thắc mắc. Thì đây, mình xin gửi đến các bạn những hình ảnh quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất của khu vực này. Toàn bộ đất của khu nghĩa trang nhân dân và phần ao hồ phía bên phải mà chúng ta mới quan sát sẽ thuộc một khu công viên cây xanh giải trí và được quy hoạch từ khoảng hơn 10 năm trước cùng với quy hoạch phân khu của đường Lê Quang Đạo kéo dài này. Cho nên là việc con đường hơi uốn lượn qua đây cũng là điều không thể tránh khỏi. Trong tương lai, nếu khu công viên ở đây thực sự được triển khai thì đoạn Lê Quang Đạo kéo dài này sẽ là đoạn đường có nhiều công viên nhất với 2 công viên đã được xây dựng và mới đây một công viên đi vào hoạt động, đó là công viên Thiên Văn Học trong khu đô thị Dương Nội hồi đầu năm qua. Mong là công viên Hồ Điều Hòa Mễ Trì cũng sẽ sớm được gỡ rối và đi vào hoạt động. Ở đoạn thi công phía trước kia là giao cắt với đường 70 cũ và mới. Sau này khi hoàn thiện xong thì ở đây sẽ là một cái ngã năm lớn với một nhánh của đường 70 cũ đi về Tây Mỗ và một nhánh mới đi về huyện Quốc Oai.
Một nhánh của đường 70 sẽ đi xuôi về Hà Đông, kết nối La Phan Trọng Tuệ và Văn Điển. Hai nhánh còn lại là của đường Lê Quang Đạo, kết nối hai quận của Hà Đông và Nam Từ Liêm. Ở đây, vào thời điểm mình ghi hình thì đơn vị thi công đang tiến hành dọn dẹp và phá dỡ, chuẩn bị mặt bằng cho đoạn thi công này. Còn ở bên này, những hình ảnh đã rất quen thuộc với các bạn thường xuyên theo dõi kênh của Hà Nội 247 rồi phải không ạ? Vâng, đây chính là đoạn tuyến của đường Lê Quang Đạo kéo dài đi qua khu đô thị Louis City Đại Mỗ. Ở đây thì có một đoạn đã được hoàn thiện và trải nhựa lớp 1, đó là đoạn thi công đầu tiên cùng với cả đoạn tuyến từ đại lộ Thăng Long đến đường Đại Linh. Ở đoạn còn lại mà chúng ta đang quan sát đây là đoạn mới được nhận bàn giao mặt bằng và đang được thi công tới sát với cả đoạn đường đã thi công trước cửa của Anglen Lakeview. Trong thời gian tới, có lẽ các hộ cư dân ở trong tòa chung cư này cũng sẽ phải nhanh chóng đi tìm bãi đậu xe mới. Do tuyến đường đã thi công xong và thông tuyến thì không còn đậu xe ở dưới lòng đường được nữa. Như vậy thì cho đến thời điểm ghi hình, toàn bộ tuyến đường Lê Quang Đạo kéo dài đã được thi công. Hy vọng trong thời gian tới, tiến độ thi công ở đây sẽ vẫn giữ được ổn định và xuyên suốt để tuyến đường có thể về đích đúng như dự kiến. Còn các bạn có ý kiến như thế nào về đoạn tuyến này? Hãy để lại dưới phần bình luận để mình và mọi người cùng biết. Trong thời gian tới, mình sẽ liên tục cập nhật tiến độ của dự án này đến các bạn. Các bạn hãy đăng ký kênh để nhận được các video cập nhật sớm nhất cũng như ủng hộ cho kênh của Hà Nội 247. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong các video cập nhật tiếp theo của Hà Nội 247.